Bữa nay á, mình đi phát mì á, ở bên Bình Phước. Bữa nay rau cải cũng nhiều lắm, có cháu ở xóm nó cũng đi chung đỡ. Xe mì, cái này là mì xào. Mấy cái hộp này là hộp mì. Với trong này nè, nó 50 hộp. Còn mấy cái này là vịt rau. Mấy vịt rau mang theo cho bà con luôn. Còn hai vịt gì nữa nè. Chờ thằng cháu ở lối xóm đó, nó đi chung á. Hai vịt bự vậy nè, để cho nó chở. Nó nói 8 giờ nó mới qua là bữa nay rau củ quả nhiều lắm nè, con thùng nó đi chung nó tiếp chở được không? Rau cải này con có ăn không? Ba cái rau này nè con có ăn không? Lấy bịch hai bịch đi. Bữa nay á, mình đi phát mì á, bên Bình Phước. Bữa nay rau cải cũng nhiều lắm, có cháu ở xóm nó cũng đi chung đỡ. Chở tiếp được hai bịch bữa nay thứ bảy bà con đi chơi. Theo đài khí tượng cho biết là có con bão số 1 nó vào Biển Đông, hôm nay vô Biển Đông. Giờ nó ảnh hưởng ở ngoài Trung với ngoài Bắc là nhiều, chứ trong Nam thì không sao. Và kế đó là cũng có con bão số 2 nữa. Không biết có trong này có bị ảnh hưởng mưa bão gì không đó. Thì bữa nay là mình đi phát mì hộp nè. Rồi ngày mai là phát cơm, chứ ngày mốt phát cơm. Nếu mà có mưa có bão là cũng hơi khó khăn chút, nhưng mà hy vọng là chắc không bị ảnh hưởng nhiều, vụ bão không bị ảnh hưởng nhiều. Vào cái mùa này thường là bão nó đi ở hướng bắc tới mùa đông á. Vô cái mùa đông nếu có bão thì nó mới xuống hướng nam. Lý do là cái mùa hè là khí hậu nóng quá, ở hướng bắc nó không có cái khí hậu lạnh á, thì nó không có đẩy đường đi của con bão xuống phía nam. Nam mới là khí nóng, còn ở phía bắc là khí nồng, khí lạnh. Nếu mà Trung Quốc mà có không khí lạnh nó tràn xuống miền bắc á, lúc đó là bão là nó sẽ từ miền trung, nó sẽ vô miền trung nhiều. Còn cái mùa này nó nóng á, nó không có khí lạnh ở Trung Quốc á, thì bão nó vô phía bắc nhiều, nó vô Trung Quốc hoặc là vô Hà Nội á.
xuống ở phía nam càng sâu, tại vì cái màn khí lạnh đó nó đẩy luồng khí nóng xuống phía nam. Thì các bạn để mùa hè là nếu có bão là bão nó cái dù miền trung với miền bắc, còn tới mà mùa đông thì có khả năng là nếu có bão là nó từ miền trung vô miền nam. Ví dụ đi phát qua cái đồ từ thiện này á, lúc đầu á là mình chỉ đi quay phim không à. Thấy có mấy đứa nít cái cho kẹo đó, mua kẹo cho nó, rồi vừa đi quay phim vừa cho kẹo đó. Rồi sau lại bắt đầu chở ba cái đồ từ thiện của bà con gửi á, cho vụ phát cơm á, là từ khi mà có bệnh Covid á, thì thấy ở chỗ quán Thiện Duyên á, quán của anh Bảy, chị Bảy á, ta cho cơm chay, ta để ngoài đường nhưng ta đem vô cho trong bệnh viện á. Tôi thấy vậy tôi xin để tôi chở vô trong làng cho bà con ở trong làng, tại bệnh lúc đó thì cũng không có ai đi đứng gì được đó, thì tôi cũng đi xin cơm rồi chở vô trong làng. Thì mới sanh ra cái chuyện cho kẹo rồi vợ cộng với cho cơm. Rồi bây giờ nó còn thêm một cái một nữa, cho kẹo, cho cơm, cho mì xào, cho luôn cải, cho luôn rau củ không sao đâu, sắp tới rồi bây giờ cho rau củ quả, rồi cho cơm, rồi cho kẹo luôn. Chừng nào mà có đồ từ thiện ta gửi thì cho mấy cái đồ từ thiện nữa. Trước mắt á, là mỗi tuần á, là mình cho cơm hoặc là mì xào với rau củ quả với kẹo, ba món đó là trước mắt là nó đó. Đây bên ta đã gần tới chỗ mình cho cơm phát cơm. Ở đây là ở xã An Tức nha bà con. Ở An Tức này chỉ có cho hai cái xóm thôi, là cái xóm xóm Độc Rươn với cái xóm tái định cư. Chỗ đó có con nít nhiều với có dân nghèo nhiều.
lên thì ăn chua. Thiệp chua, thiệp chua.